một lần hay 10 lần vậy đều không có khác. Thế ngà rồi tôi chưa có hột cơ muối kìa. Hả? Đi nấu chú. Thèm cơm. Chắc là tôi nghĩ bữa nay tôi vừa bào chả quá luôn. Có thể. Nhiều vậy tin đó. Trời, cái bụng đang đánh trắng lên đi rồi. Cream nè. Dưới kia là nạc bằng cay đúng không? Không, cũng nạc bằng ta. Ủa hả? Bố chữ nghĩ là nạc bằng cay chứ. Con nhỏ nhọt xuống xíu tay. Cố gắng ở dưới niệm đào thôi, cố gắng à. Em gồng lại như đứa lặn đào hơn, cố gắng à. Thank you.
cố gắng đi được nữa rồi. Cố gắng. Từ từ em, đừng ngay. Em lùn như rứa lại em sẽ đau hơn á. Cố gắng. Thả lỏng ra nghe. Như rây lỏng sẽ đỡ đau hơn em. Em gầm là em đau không á. Cố gắng. Chịu đau để chị nạn chóng sạch cái góc. Học đi đau này. Đừng nhớ ngay viêm. Chịu khó ngay. Đau này. Rau. Lần nữa ngay. Rau xăm. Em đi hành đạn chị cái bữa giờ cái họng mà bị chú vi sưng cục mũ hay gì. Vậy ý là không nạn rồi ha em? Không, ý là nạn gì á, qua cỡ mấy ngày sau cũng bị hăng lẹ mà. Cái kiểu bị sưng cục mũ đó nhé. Ủa ra đó, vì đó. Không phải, ý là cái kiểu như bụng viêm đó. Ý là em nạn về dạ. Mấy ngày sau cái chỗ viêm nó bị sưng lên lại hả? Ủa ha đó. Sao những nổ cục mũ đi lại như cục mụn mũ, mũ đó đứa lần này về em để ý đó nghe. Ý là bữa trước em nạn chỗ về bé ý nghĩ hả? Là về nó bị rứa hả? Không, bên cạnh bên chứ quay cái gì người ta đố bụng rồi cái ta nhớ còn còn gì nữa xíu chị xíu. Mà tự nhiên đố bụng với máy gì nhá tới con nhí. Ta đâu nghe cái TikTok con tay cái chị Nhi Nhi mi gì đó. Viêm ngay. Mau ha. Ôi trời. Lần nữa. Mau ha. Rồi, xong em ơi.
cố gắng. Nhức nhấu, biết rồi. Một lần nữa. Rồi sao? Cái gì nữa thôi nghe.